Vâng, chào bạn, tôi là bác sĩ Yên ở nha khoa Minh Châu và hôm nay tôi đang thực hiện một cái kỹ thuật đó là cắm vít ở ngoài xương ổ để chỉnh cái lệch đường dừa của cả hàm trên lẫn hàm dưới, và tôi sẽ trình bày cái kỹ thuật cắm vít này. Và ưu điểm của cái kỹ thuật cắm vít này so với kỹ thuật cắm vít trong xương ổ là chúng ta có thể dùng cái vít to hơn, dài hơn. Vì vậy nên là khi chúng ta kéo thì chúng ta có thể dùng lực nó tốt hơn. Và bây giờ mời các bạn xem kỹ thuật cắm vít ở cái ca này. Vâng, xin mời. Vâng, và trước khi cắm thì chúng ta sẽ bắt đầu bước đầu tiên là chúng ta sẽ gây tê to. Tí nào, cho đứng nghe hút tí, hát to. Hát to một chút. Vâng ạ, trước khi mà trình diễn cái này thì tôi ở đây là cắm, tôi đã cắm hàm trên rồi. Để kéo lùi tối đa hàm trên, như bên này tôi đã cắm một cái ạ. Đây ạ. Đấy, nghe con này là chuẩn, hát to. Và bên này, vâng, tôi còn đã có một cái vít. Cánh. Hình như ca này là cái đường dừa nó đang hơi bị lệch với đường nhân trung một chút. Tôi cần kéo dịch sang bên trái khoảng tầm 1 đến 1,5mm nữa. Vâng, đây là một cái hàng đòi hỏi cũng khá là cao, há to. Đấy, vâng, sau khi mà gây tê, sau khi mà sát khuẩn thì chúng ta bắt đầu gây tê. Vâng, gây tê với cái vít ngoài xương ổ, tôi chọn vít cắm ở đây là 2 x 12. Nên là cái lượng thuốc tê của tôi là sẽ nhiều hơn bình thường một chút. Chúng ta sẽ tê đến 1/2 ống thuốc tê. Đây là kỹ thuật cắm vít ngoài xương ổ nên là cái tỷ lệ nó vào chân răng thì rất hiếm. Nên là cái việc chúng ta gây tê nhiều để sau khi cắm bệnh nhân ít đau hơn. Nên chúng ta không lo nó vào chân mà chúng ta không biết, vì gần như là nó luôn ở ngoài chân. Tôi cũng đã thử cho rất nhiều ca và khoảng tầm cắm cho 100 người. Nếu mà chúng ta gây tê 1/4 ống thì lại có 1-2 người nó đau. Nên là sau nhiều bài học của tôi thì cộng với việc là thầy dạy cũng là cắm 1/2 ống thuốc tê, thì tôi cũng lựa chọn phương án là gây tê 1/2 ống để cấy, đảm bảo là trong quá trình cấy hoặc là sau quá trình cấy một vài tiếng thì bệnh nhân không có hiện tượng đau nhức. Vì là cái vít của chúng ta cắm là vít nó to hơn, dài hơn, nên là sau khi cấy thì nó sẽ nhức hơn vít nhỏ hơn. Nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có thể di xa, di gần, và chúng ta dùng hai lực kéo trên một cái vít thì cái việc mà chúng ta di gần hoặc di xa hoặc kéo răng thì nó sẽ hiệu quả hơn. Vâng, việc thứ hai là chúng ta lựa chọn vị trí để bắt vít. Đây là trường hợp mà khi chúng ta gây tê thì nó đang bị phồng cái ngách lợi. Tuy nhiên là cái vị trí chúng ta bắt thường cách cái bờ viền lợi khoảng tầm 1cm. Đó là vị trí chúng ta đưa vào. Và chúng ta đưa vào vít, chúng ta sẽ đưa vào vuông góc với thành xương. Ở cái vít của chúng ta, trước khi bắt thì chúng ta sẽ cùng sát khuẩn trước. Nhiều hàng thì người ta bảo là sát khuẩn vít rồi, nhưng mà tôi cẩn thận thì tôi thường sát khuẩn lần 2. Vâng, và cái vị trí của ta bắt là cách khoảng bờ viền lợi là 1cm. Vâng, và cái đường bắt của chúng ta là vuông góc. Vuông góc với cái vâng, sau khi mà vít nó vuông góc với xương
Đấy thì chúng ta có thể để cái vít tay vặn của chúng ta nó không bị tuột. Sau đó thì chúng ta bắt đầu chuyển góc. Khi mà chuyển góc thì chúng ta vừa chuyển vừa vặn. Vâng, cái góc này của tôi là nó hơi sát về phía cổ răng, nên tôi sẽ phải điều chỉnh cái hướng vào một chút. Vâng, trường hợp mà chúng ta không được thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái hướng vào một chút. Dựa cái đầu đây nào. Dựa cái đầu. Cho bạn anh nghiêng bên kia một tí. Đúng rồi. Cảm ơn này, cảm ơn này. Chúng ta kiểm tra xem là cái độ sâu chúng ta vặn đã đạt chưa. Vâng ạ, và cái đầu vít của chúng ta vặn thì thông thường nó sẽ ở cái vị trí là hút nước bọt, hút máu thêm tí không? Ok, nó thường là cách so với cái ống ben, hoặc là gần cách cái ống ben khoảng tầm 5mm. Và như ca này thì tôi sẽ dùng hai cái chun để chỉnh đường rửa. Cái chun thứ nhất là từ cái răng 47 đến 33 đến vít, ở dưới vít. Cái chun kéo của tôi là từ cái hook răng cung 4 này đến vít. Và khi vặn cái vít này thì nó kinh nghiệm, khi mà chúng ta vặn vuông góc vào rồi mà nó đã được bám vít, chúng ta sẽ xoay lại để chúng ta vặn. Khi xoay lại thì nó có 3 tình huống. Cái tình huống thứ nhất là nó mình xoay được cái góc nó phù hợp, tức là cái góc nó cách với chân răng khoảng 20 độ thì chúng ta cứ vậy mà vặn vào. Trường hợp thứ hai là chúng ta vặn vào nhưng nó bị lỏng, vít nó không bám vào xương, thì chúng ta sẽ xoay lại cái vít. Vâng ạ, chúng ta xoay lại, vuông góc lại để chúng ta vặn vào thêm 1 đến 2 vòng nữa, rồi chúng ta mới xoay lên để vặn vào. Trường hợp thứ ba là vặn vào lúc xoay nhưng mà nó chặt quá, chúng ta không xoay được, thì chúng ta sẽ nới lỏng cái vít của chúng ta khoảng 1 đến 2 vòng để chúng ta có được cái hướng vào nó song song với cái chân răng khoảng 20 độ khi mà chúng ta vặn. Và trong cái vặn chúng ta có thể ép thêm, tuy nhiên là chọn được hướng đúng khi vặn vào thì nó sẽ chuẩn hơn. Và với cách vặn như này thì nó nằm ở ngoài xương ổ. Và với kỹ thuật này thì chúng ta có thể di xa cũng như là di gần mà không lo là cái chân răng nó chạm vào cái vít. Và chúng ta có thể dùng hai lực trên cái vít này. Vâng, có bất kỳ câu hỏi gì hoặc thì các bạn có thể inbox hoặc comment chúng tôi. Nếu các bạn không làm được thì tôi mời các bạn qua nha khoa để xem chúng tôi làm. Vì hàng ngày chúng tôi vặn khá là nhiều cái này. Thì để các bạn xem thì để các bạn xem các bạn có thể làm được, hoặc là tham gia những khóa học về bẻ dây hoặc cắm vít của tôi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.